Đầu tiên xin chào anh em nhé. Hôm nay em sẽ lên cho anh em là 9 con máy. Trong đó là có 7 con máy chuyên đánh bạo lực nha. Đánh bạo lực, đánh cha, đánh bà sa. Một con máy có nông và một con máy lô ghe nha. Rồi, ok. Em sẽ vô cụ thể từng máy, chụp hình cụ thể cho anh em xem nha. Cảm ơn anh em. Đây chào anh em đó, đây máy số 1 nha. Đây qua ST 5000DS. Đây hàng mới cứng nha. Đây sức đẩy muối ăn đây tí. Em đọc thông số lớn nhất thôi nha. Cước mượn vô được 180 m. Cước 8 vô được 230 m. Xe này xe tầm 8.000, 9.000 nha. Đây máy xây 8.000, 9.000 ở bên sóng lấy cực ok nha, hoạt động ok. Hoạt động ok nha. Đây máy số 1 giá công khai với anh em là 750k nha. Đây vô máy số 2 nha. Máy số 2 đây qua ST 3000 hai mặt đạn nha. Đây nồi đây. Phần này là muối nha, muối nè. Đây muối ăn đây. Đây ngoại hình con này còn còn tầm khoảng 90% nha. Rất là ok nha. Đây. Nó hoạt động ok, êm mượt. Cứ ok nha. Con này con số 2 nha. Giá 750k nha. Đây, ô bên sống. Cước mượn vô là 175 m nha. Đây, thông số cước đây. Chào anh em nha, đây là con máy số 3 ST 5000X. Đây ngoài hình máy đây, em quay có cho anh em xem nha. Máy thì ngoại hình xuất sắc một tí nha, tầm khoảng 90%. Đây, rất là ok nha. Đây quay cụ thể cho anh em xem toàn thân luôn. Hoạt động rất là trơn tru nha, không kêu không gung không lắc. Giá công khai con này là 750k nha, giá công khai 750k, máy xe tầm 8.000, 9.000 nha. Đây hoạt động ok, lấy cước ok. À, chào anh em nha. Đây là máy số 4. Đây Shimano. Rất 3.000 nha. Hàng của Japan nha. Máy này là máy số 4, giá công khai là 750k luôn nha. Đây. Ngoại hình thì còn rất ok nha.
Cước số 6 con này được 330 m, tương đương với xây 8.000-7.000 nha. Đây hoạt động ok. Cước ok. Đây hoạt động ok nha. Đây, cho anh em xem cối nha. Đây. Con này giá công khai là 750k nha. Đây, anh em xem. Rồi, em xin phép vô số 5 nha. Đây, máy số 5, máy đây qua. Xe này xe tầm 9.000 nha, 9.000, 10.000. Đây, cước 12 vô được 150 m nha. Cước 10 vô được 175 m. Đây, đây qua Slider 3.000. Rồi, ok nha. Ok. Mở viền sóng nha. Đây mở viền. Nó cứ ok nha. Con này giá công khai là 600k nha. Đây. Mắc một tem bên đây nha anh em, mắc một tem bên đây. 600k. Chào em nha. Đây. Em lên con máy số 6 nha. Đây là con Silver 4.000. Xe này là trên 10.000 nha. Cước 10 vô được 205 m, cước 12 vô được 175 m. Đây. Đây ngoại hình đây. Đặc biệt con này hai nồi nha. Hai nồi. Đây, ngoại hình góc là ok nha. Tầm khoảng 90% nha. Đây. Đây. Mặt rộng ok nha. Đây. Đặc biệt con này có cốt chịu lực nha. Cốt to đây. Máy này hai nồi nha. Rồi. Chào anh em nha, đây là máy số 7 nha. Đây máy đồ chuột ST9000 nha. Đài qua của hãng Đài qua nha. Em đọc con số cước cho anh em xem. Đây, cước số 20 được 125 m nha. Đây, con số cước rất là rõ ràng. Máy này mới khoảng tầm 97% nha. Đây, em không dám nha. Đây, máy mới tầm khoảng 97% nha. Đây, ngoại hình rất là ok nha. Đây là phá một bên chết nha. Đây, phá chết. Đây, phá một bên sống. Đây, máy hoạt động ok nha. Rất là nhẹ. Đây, quay ngược được. Đây anh em, giá công khai con này là 1.900.000 nha. Đây, tặng cái độn nồi nha, độn nồi lên là thành nồi máy lô nông nha. Đây, giá máy 1.900.000.
Chào anh em nha, đây là máy Buildmaster Shimano Buildmaster GT8000. Xe này tầm 10.000 nha. Đây, bộ pin sống nha, máy máy lưu nông. Cho chiên cho anh em đánh lục nha. Đây, hoạt động rất là nhẹ nha, quay rất là nhẹ. Hàng chiên đánh lục. Đây, bộ pin sống nha. Hàng này của Nhật nha anh em. Đây, anh em coi ngoại hình này. Rất là ok. Ngoại hình tầm khoảng 90% nha. Đây, xin phép anh em lên con Logia nha. Đây máy Logia, máy cuối cùng trong số 9 con em lên nha. Đây máy nhỏ nhất, máy Shimano Ultegra 2000 nha. Đây ngoại hình chắc còn khoảng 95% ăn lên. Đây rất là ok, rất là bóng nha, thấy em luôn nè. Đây đây hoạt động ok nha. Máy chạy ABS nha, hoạt động rất là chân chu. Đây anh em thấy không, quay một cái là như trong trống luôn. Đây con lăn ngồi ok nha, máy chiên keo lua ghe nha anh em. Cảm ơn anh em nha. Đây em về tổng thể lại máy cho anh em xem nha, 9 con máy nha. Cảm ơn anh em.